một cảnh tháng 10 nha các bạn. Đấy. Cua tình lữ bị cua càng không rồi nó ăn nha các bạn. Ở đây đây là món ăn yêu thích của cua càng không rồi nha. Sơ mít cua bít. Cái này thì cua càng không rồi này nó rất là thích ăn nha. Để mình luyện cho nó ăn nè các bạn. Đó. Đây là để một hồi tầm 10 phút là ăn hết luôn. Tận dụng những khế phẩm này là nguồn thức ăn cho cua càng khổng lồ. Đó. Cua này nó ăn tạp nha các bạn, cá tôm gì nó cũng ăn hết nha, sơ mít hay đủ hay xoài cũng ăn hết nha. Mình tận dụng những khế phẩm trong gia đình, có sẵn trong gia đình của mình để mình cho nó ăn nha. Đấy.